Xin chào tất cả các thầy cô giáo cùng các em học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn trích Chị em Thúy Kiều, trích truyện Kiều của Nguyễn Du. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu chung về vị trí của đoạn trích này. Đoạn trích nằm ở phần mở đầu của truyện Kiều. Sau 4 câu thơ giới thiệu gia cảnh của họ Vương, tác giả đã tập trung miêu tả tài sắc của chị em Thúy Kiều. Ở đây chúng ta sẽ chú ý một số những từ ngữ đặc biệt. Từ đầu tiên là đoan trang, từ thứ hai là mai cốt cách, thứ ba là tuyết tinh thần, thứ tư là tố nga, thứ năm là làn thu thủy. Ở đây đoan trang là chỉ sự nghiêm trang đứng đắn. Mai cốt cách là chỉ cốt cách của một cây mai mảnh rẻ và thanh tao. Tuyết tinh thần là chỉ tinh thần của tuyết trắng, có nghĩa là một con người mà trong trắng trong sạch. Tố nga ở đây là chỉ người con gái đẹp. Còn làn thu thủy ở đây là làn nước mùa thu, và ở đây nó được ví von với đôi mắt của Kiều. Từ đó thì chúng ta sẽ đi vào đọc chi tiết hơn về đoạn trích này. Đoạn trích có thể chia làm 3 phần. Phần thứ nhất gồm 4 câu đầu giới thiệu vẻ đẹp chung của chị em Thúy Kiều. Phần thứ hai 16 câu tiếp miêu tả chân dung của Thúy Vân, Thúy Kiều. Và phần cuối cùng là 4 câu còn lại miêu tả cuộc sống khái quát của hai chị em. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về vẻ đẹp chung của hai chị em Thúy Kiều. Đầu lòng hai ả Tố Nga, Thúy Kiều là chị, em là Thúy Vân. Mai cốt cách, tuyết tinh thần, mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười. Ở đây tác giả đã liên tục sử dụng những từ Hán Việt, những hình ảnh ước lệ như mai cốt cách, tuyết tinh thần. Đặc biệt là hình ảnh mai cốt cách, tuyết tinh thần, nó chỉ cốt cách thanh cao, duyên dáng như cây mai và tinh thần trong sáng như là tuyết. Ngoài ra thì tác giả đã sử dụng một loạt các thành ngữ, ví dụ mỗi người một vẻ, mười phân vẹn người, có nghĩa là mỗi người đều có một vẻ đẹp riêng nhưng đều hoàn hảo. Từ đó ta thấy những câu đầu đã khái quát được hai chị em Thúy Kiều đều là những cô gái xinh đẹp, có vẻ đẹp duyên dáng, thanh cao, trong trắng đến mức hoàn hảo. Trong vẻ đẹp chung ấy, có vẻ đẹp riêng của mỗi người lại một vẻ khác nhau. Từ đấy thì tác giả đi vào miêu tả chân dung của hai chị em Thúy Kiều. Đầu tiên là vẻ đẹp của Thúy Vân. Vân xem trang trọng khác vời, khuôn trăng đầy đặn, nét ngài nở nang. Hoa cười ngọc thốt đoan trang, mây thua nước tóc tuyết nhường màu da. Ở đây Nguyễn Du đã liên tục sử dụng các biện pháp nghệ thuật, ví dụ như nghệ thuật ẩn dụ, ước lệ. Ngoài ra sử dụng cả so sánh, sử dụng cả nhân hóa và liệt kê để làm rõ được vẻ đẹp của Thúy Vân. Từ đấy ta thấy Thúy Vân phát lên một vẻ đẹp tươi trẻ, đầy sức sống, đoan trang, phúc hậu, quý phái. Vẻ đẹp ấy ẩn chứa một cuộc sống viên mãn đầy đủ sau này. Chính vì thế, vẻ đẹp ấy khiến thiên nhiên phải thua nhường, và nó dự báo một cuộc đời bình lặng, suôn sẻ, hạnh phúc. Rõ ràng là cách tả của Nguyễn Du ở đây có chịu ảnh hưởng của thuật tướng số khá phổ biến thời xưa. Ông cho rằng những con người mà có tướng mạo phúc hậu thì sẽ có được sự hạnh phúc về sau này. Điều này ứng với phần kết thúc của truyện Kiều. Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng, nhưng chỉ sống với Kim Trọng như bạn bè, như nhà thơ Xuân Diệu đã bình luận. Cuối cùng thì Thúy Kiều vẫn không có chồng, không có con cho đến hết đời. Còn người em gái Thúy Vân thì sống hạnh phúc với Kim Trọng. Một nhà phúc lộc đầy gồm hai, thiên niên rằng giặc, quan giai lần lần, thừa ra chẳng hết nàng Vân, một cây củ lộc, một sân quế hòe, phong lưu phú quý ai bì, vườn xuân một cửa để bia muôn đời. Còn Thúy Kiều lại có vẻ đẹp ra sao? Tác giả đã dành rất nhiều những hình ảnh để nói về Thúy Kiều. Kiều càng sắc sảo mặt mà, so bề tài sắc lại là phần hơn. Những câu thơ này đã tái hiện vẻ đẹp của Kiều. Chúng ta cùng xem đó là vẻ đẹp gì. Đó không phải vẻ đẹp của nụ cười, giọng nói, của làn da, mái tóc, vẻ đẹp của hình thể đâu, mà đó là vẻ đẹp của trí tuệ và tâm hồn. Nó toát ra ngoài. Bên cạnh đấy, tác giả cũng miêu tả nhan sắc của Kiều bằng những hình ảnh mang nét khái quát. Làn thu thủy, nét xuân sơn,
Những câu thơ đầy ước lệ ấy làm cho chúng ta rất nhiều hình dung tưởng tượng, nhưng ở đây chúng ta có thể tưởng tượng tác giả đang miêu tả đôi mắt trong gợn sóng cơn nước mùa thu của Kiều, đôi lông mày là liễu thanh tú nên đến lưng núi mùa xuân. Và đó còn là hình ảnh của gì? Một hai nghiêng nước nghiêng thành, sắc đành đòi một tài đành họa hai. Tác giả đã miêu tả Kiều cũng vẻ đẹp say đắm lòng người. Rõ ràng ở đây tác giả đã sử dụng rất nhiều các biện pháp nghệ thuật để miêu tả về Thị Kiều, đó là nghệ thuật ước lệ tượng trưng kết hợp với sử dụng thành ngữ nhằm miêu tả một vẻ đẹp sắc nét trẻ trung tươi tắn, sống động rực rỡ của một tuyệt thế giai nhân khiến thiên nhiên cũng phải hen gợn, ghen và hờn. Các từ ngữ miêu tả Thúy Kiều trong đoạn trích này rõ ràng là ít hơn nhưng mà lại có sức nặng so với chân dung của Thúy Vân. Nếu Thúy Vân chỉ có vẻ đẹp trang trọng, khác vời, tức là khác với những người khác, thì vẻ đẹp của Thúy Kiều gây lên sự ghen hờn của hoa, liễu, của giới tự nhiên. Giới tự nhiên vốn vô tri vô giác mà cũng phải hờn ghen về vẻ đẹp của Kiều. Bị ghen ghét thì dễ bị đánh ghen. Ở vẻ đẹp của Kiều có tiềm ẩn những bất hạnh có thể xảy ra. Không chỉ có thế, vẻ đẹp của Thúy Kiều còn được nhìn nhận trên bình diện quốc gia. Nghiêng nước nghiêng thành là một thành ngữ được khái quát từ thực tế có những mỹ nhân nổi tiếng trong lịch sử như Tây Thi, Đát Kỷ, Dương Quý Phi đã từng làm sụp đổ những triều đại lừng danh. Tuy đã thành một sáo ngữ, song khi được dùng để nói về người con gái đẹp nghiêng nước nghiêng thành thì nó vẫn hàm ý chỉ cái đẹp tuyệt vời, bao hàm một thái độ ngợi ca, mang tinh thần nhân đạo của Nguyễn Du với sắc đẹp phụ nữ. Đồng thời, qua Thúy Kiều, Nguyễn Du cũng muốn nêu lên một thực trạng bất công của xã hội phong kiến. Một người phụ nữ nhan sắc tuyệt vời như Kiều mà lại phải chịu nhiều bất hạnh. Ở đây, Kiều không chỉ có ngoại hình đẹp mà Kiều còn có tài năng. Sắc thì đã là một, nhưng mà tài thì còn gấp đôi, họa hai cơ. Nàng được miêu tả là thông minh, vốn sẵn tính trời. Rồi nàng có thể là gì đấy? Làm tranh, vẽ, làm thơ, vẽ tranh, ca hát, đánh đàn, sáng tác nhạc. Ở mặt nào nàng cũng đa tài, tài đến mức tuyệt đỉnh, toàn vẹn hơn người. Và đặc biệt nàng có sở trường đánh đàn. Đấy là một sở trường thể hiện cho chúng ta thấy được thế giới nội tâm của nàng, một con người đa sầu đa cảm, nhưng nó cũng dự báo những số phận éo le, sóng gió bất hạnh. Bình luận về tài của nàng, nhiều người thì đã đưa ra những ý kiến mà vô cùng xác đáng. Ví dụ như là các tác giả như Trần Nho Thìn cũng đã bình luận như sau: tài của Thúy Kiều thuộc về lĩnh vực nghệ thuật, mà ở đây thì lại là thiên về lĩnh vực đàn. Và trong đàn thì nàng lại ưa nhất là cái khúc hát bạc mệnh. Đấy, toàn bộ điều đấy cũng đã dự báo được số phận của nàng rồi. Một tâm hồn đa sầu đa cảm đến mức gặp những sóng gió bất hạnh. Trong đời Thúy Kiều, các tài năng thi ca âm nhạc về sau đều có nội dung hình tượng cụ thể. Nàng đều sẽ trổ các tài ấy cho mọi người biết, như tài làm thơ. Thơ ứng tác được coi là đứng đầu trong những người tài giỏi thơ và bất hạnh. Hay là tài chơi đàn. Trong đoạn trích này, Nguyễn Du cho biết là nàng có thể chơi đàn hầu cầm. Rồi sau đấy thì nàng có thể chơi cả đàn nguyệt. Điều này càng nhấn mạnh cho thấy là người phụ nữ có thể bộc lộ nhiều tài năng trong các lĩnh vực khác nhau như văn học, nghệ thuật. Thì đó là một con người đáng để tôn vinh, ca ngợi, nhưng cũng ẩn chứa nhiều số phận, nhiều tâm hồn đa sầu đa cảm và số phận éo le về sau. Điều này rất là phù hợp với những cảm xúc mãnh liệt của Thúy Kiều trong những đoạn trích về sau, ví dụ như là cảnh Kiều ở bên bộ Đạm Tiên hay trong những cảnh vốn gia đình. Thúy Kiều thiên về loại nhạc buồn, nàng cứ thấy những cái cảnh ngộ buồn là nàng đều buồn khóc. Rằng hay thì thật là hay, nghe ra ngập đắng mút cay thế nào. Lựa chi những bậc thanh tao, rột lòng mình cũng nao nao mỏng người. Đó là tâm sự của Kim Trọng khi lắng nghe khúc đàn của Kiều. Bản đàn bạc mệnh mà nàng đã sáng tác và tự nàng đánh lên chính là bản đàn nói về số phận bạc mệnh của Kiều. Và đồng thời ở đó, Nguyễn Du cũng nêu lên thực trạng bất công của xã hội phong kiến, nơi có những người có tài năng mà lại phải chịu số phận đầy éo le bất hạnh. Như vậy, chúng ta thấy ở đây, tác giả đã tái hiện hai bức chân dung của Thúy Vân Thúy Kiều. Nhưng bức chân dung của Kiều thì nổi bật hơn hẳn. Nếu Vân chỉ trang trọng thì Kiều là sắc sảo mặt mà. Nếu mà Vân chỉ được tái hiện ở
vẻ đẹp hình thức thì Kiều là cả tài năng tâm hồn. Nhưng nếu Vân là sự dự báo cuộc đời bình lặng suôn sẻ thì Kiều là dự báo một số phận trầm luân khổ ải. Ở đây thì tác giả đã miêu tả Kiều ở sau để cho Thúy Vân lên trước, như là biện pháp vẽ mây nảy trăng, biện pháp đòn bẩy để giúp cho chúng ta ấn tượng hơn về hình ảnh của Thúy Kiều. Ngoài ra thì tác giả còn dành những câu cuối miêu tả đến cuộc sống của hai chị em. Em có nhận xét gì về cuộc sống của hai chị em? Chúng ta thấy ở đây tác giả đã nói về cuộc sống của hai chị em với những câu thơ thể hiện sự trân trọng. Ở đó họ có một cuộc sống nề nếp, gia giáo và rất hạnh phúc. Một cuộc sống êm đềm trứng rủ, màn tre, tường đông, ong bướm đi về mặc ai. Dù bên ngoài có ra sao thì hai nàng vẫn sống rất là nề nếp, gia phong. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích. Từ đây chúng ta đến phần tổng kết về nghệ thuật. Chúng ta thấy về nghệ thuật, đoạn trích đã khắc họa rõ nét chân dung của hai chị em Thúy Kiều. Ở đây tác giả tả ngoại hình và từ đó bộc lộ được cả tính cách và dự báo số phận của hai chị em. Thứ ba, tác giả đã dùng ngôn ngữ rất gợi tả, sử dụng một loạt các hình ảnh ước lệ, ẩn dụ, so sánh nhân hóa và dùng điểm cố để miêu tả về hai chị em. Từ đấy thì chúng ta thấy trong đoạn trích này, tác giả đã vẽ lên hình ảnh của Thúy Vân, Thúy Kiều là một vẻ đẹp chuẩn mực lý tưởng của người phụ nữ phong kiến, và từ qua đó bộc lộ tư tưởng nhân đạo, quan điểm thẩm mỹ tiến bộ, triết lý về con người của tác giả. Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu toàn bộ đoạn trích. Xin chân thành cảm ơn các em và các thầy cô đã lắng nghe bài giảng này.